Rồi, xong rồi. Câu yêu thương thôi mà. Hello, chào tất cả các bạn. Con tên gì? Chào mấy bạn đi, con chào mấy bạn đi. Con tên gì? Nó lớn lên. Con tên gì? Con tên gì nè? Con dưới đây. Nè, con nhìn dưới đây nè, Harvey. Con tên gì? Victoria. Victoria, tên tiếng Việt là gì? Harvey. Harvey bao nhiêu tuổi rồi? Nó lớn lên. Harvey bao nhiêu tuổi con? 4 tuổi. Harvey thấy chú Vinh có đẹp trai không con? Có. Tao nói đàng hoàng nguyên câu à. Chú Vinh đẹp trai. Nói đi con. Nói. Chú Vinh đẹp trai. Đúng rồi. Con mà không nói chú Vinh đẹp trai là cái livestream này không có con. Thấy ăn gì chưa? Kìa mấy cô mấy chú khen quá trời nè. Cảm ơn mấy cô mấy chú đi. Cảm ơn mấy cô mấy chú. Thế nó nghĩ về em hay nghĩ về ai? Đúng rồi, cháu tôi dễ thương lắm chứ đùa. Ai vậy mấy bà? Trời ơi, bây giờ chú đưa con vô đây xong rồi mọi người khen con không mà chắc chú cho con đi khỏi đây quá hả Vi? Kìa chào bé Victoria kìa con, chào đi. Chào chú Thanh Duy, nói. Chào chú Thanh Duy. Nói to lên con, chào chú Thanh Duy. Chào chú Thanh Duy. Nần chú Vinh miếng coi. Anh thám tử tìm hộ em người yêu với nó lạc 17 năm không ai tìm ra, anh ơi giúp em điều tra vụ này. Vụ này căng à. Vụ này mà tôi mà tìm được là nguyên ở đây ai cũng kêu tôi đi tìm luôn á bà. Sao ngồi đây nữa không? Hay muốn đi? Ngồi đây. Ngồi đây chơi chú Vinh. Hành vi dễ thương của anh đã bị em phát hiện, tôi dễ thương quá mà. Thiệt sự. Giờ tôi chuyển sang tôi lay chim bật cọc. Cọc. Ngước lên con. Còn phải ngước lên. Chu mỏ. À, té té. Té chú Vinh. Hà Vy có coi clip của chú Vinh không? Nói nghe. Hello Nguyễn Lan. Hả? Hà Vy có coi clip của chú Vinh không? Chú Vinh, Hà Vy có ghiền chú Vinh không? Hả? coi của chú Vinh thấy hay không? Coi thích, con thích nhất ai? Ghiền chú Vinh. Ghiền chú Vinh à? Rồi thích nhì là ai? Con thích nhì là ai? Hả? Con có thích, con biết chị Ba không? Nhìn đây nè. Con có biết chị Ba không? Mà chị Ba. Chứ con nhìn lên màn hình à. À, con có biết là 3.000 người đang ngồi coi chú cháu mình không? Con phải nói cái gì đó nó thiệt là mặn nha con. Nói to lên nha. À, hồi xuống nè. Ok, dạ nha. Đúng rồi. À. Chú.